Người vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh có túi vàng nặng trĩu, tiền dày cộp khiến netizen ngỡ ngàng. Những ngày thành phố siết chặt giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó. Phần lớn các nhóm từ thiện cũng phải ngừng hoạt động. Nhiều quận trong thành phố đã triển khai công tác thu gom những người cơ nhỡ, vô gia cư trên địa bàn vào khu tập trung để bảo đảm quy định nghiêm ngặt của công tác phòng chống dịch COVID-19. Động thái này phần là để đảm bảo an sinh xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau. Phần là bởi những người vô gia cư không đủ các điều kiện thực hiện nghiêm ngặt 5K, có thể trở thành nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Mới đây, tổ công tác ở nhiều quận đã ra quân, tìm thấy nhiều người vô gia cư, người lang thang và tiến hành kiểm tra y tế, xét nghiệm COVID-19, rồi đưa vào nơi ở tạm thời và chăm lo cuộc sống với ngày 3 bữa cơm trong thời gian giãn cách. Một clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người choáng váng. Được cho là quay khi tổ công tác của một quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc đi tìm và đưa người vô gia cư sống lang thang cơ nhỡ trên địa bàn để đưa về trung tâm bảo trợ xã hội. Theo đó, một người vô gia cư sở hữu một số tài sản khổng lồ. Khi cùng người này kiểm đếm tài sản, chuẩn bị tiếp nhận để đưa ông về khu tập trung, tổ công tác phát hiện ra ông có một túi nặng trĩu, vòng, nhẫn, dây chuyền vàng. Mỗi món được gói cẩn thận trong một tờ giấy trắng, bên ngoài bọc ni lông. Không chỉ có vàng, tiền cũng có một xấp giày, nhiều mệnh giá khác nhau, có cả ngoại tệ. Sau một hồi kiểm đếm, tổ công tác đã bó tay vì tiền còn đếm được để định giá và kiểm đếm, ghi sổ giao nhận vàng là rất khó. Các thành viên trong tổ công tác tỏ ra bối rối, chưa biết tính toán thế nào với người vô gia cư này. Ông không hề có giấy tờ tùy thân nên không thể hỗ trợ ông thuê trọ hay khách sạn để ở tạm. Đưa về khu tập trung cũng khó với số tài sản khổng lồ này. Sau khi kiểm đếm cùng rồi trao trả lại tiền vàng cho người vô gia cư cất đi, tổ công tác đã nói ông chờ đợi để họ xin ý kiến lãnh đạo. Clip kết thúc mà không biết cuối cùng, người đàn ông vô gia cư nọ được đưa về đâu để tạm trú, chấm dứt tình trạng đi lang thang trong những ngày siết chặt giãn cách. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là số tài sản khổng lồ người này mang theo bên mình. Nhìn bộ quần áo nát bươm, thân thể lấm lem và mấy bao dứa ông dùng đựng tiền vàng, khó có thể nghĩ ông lại giàu có đến thế. Nhiều người đã liên tưởng ông với bà bán bún có 1.000 tỷ đồng năm xưa, khi mất đi để lại một vụ kiện âm y giữa anh chị em và con gái nuôi. Đừng thấy đỏ mà tưởng chín, người ta không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu xài để dành cả cuộc đời mới được vậy. Còn mình có bao nhiêu, cuối tuần nhậu nhẹt ăn hết rồi, còn cách nào đâu mà đòi giàu. Mấy đứa chuyên check-in sống ảo toàn resort sang chảnh bây giờ, than không còn tiền, phải kêu cứu thì phải học hỏi cách dành dụm của chú này nhé. Có gì đâu mà lạ, người ta ăn xin nửa đời người, nhìn đói nhìn khát dưới cái trời nắng gần 40 độ của Sài Gòn, tích góp để cho con cháu. Miễn không vi phạm pháp luật thì thôi, còn thiên hạ cho thì người ta được hưởng. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, thành phố Hồ Chí Minh chìm trong im ắng, vắng lặng. Những con đường, hẻm nhỏ đèn tắt sớm, thỉnh thoảng vài chiếc xe cứu thương chạy vượt qua cùng tiếng còi hụ. Thành phố Hồ Chí Minh đang phải giãn cách trong tình cảnh dịch bệnh cực kỳ phức tạp, với người có nhà cửa đã khó, với người vô gia cư đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh thường nhật lại càng khổ trăm bề. Mơ ước tương lai đôi khi chỉ là một bữa ăn lót dạ hay một gốc cầu, mái hiên để qua giấc. Theo đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội tham mưu việc tăng cường công tác tập trung người xin ăn, người vô gia cư trên địa bàn đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác xác minh nơi cư trú và giải quyết hộ gia đối với đối tượng có địa chỉ cư trú trên địa bàn. Quan tâm hỗ trợ sinh kế cho gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.